khu du lịch Sầm Tần Hiêu Đà Lạt tại thôn Cam Bát Tờ, xã Tu Cha, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng vừa tổ chức khánh thành tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới và đón nhận giải kỷ lục Guinness Thế giới. Đây là một phần của không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa Drigung Kagyu Sầm Tần Linh Việt Nam. Tháp được làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24K với chiều cao 37,22 m và đường kính 16,53 m, có tên là Drigung Kagyu Rinchen Khoken Khogui Gogeka. Sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam ra thế giới và thể hiện tình hữu nghị và văn hóa ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng như các nước khác trên thế giới.